Chào tất cả các bạn, mình là Khánh Nguyễn, rất vui khi gặp lại các bạn. Chúc các bạn luôn vui vẻ, hạnh phúc và tràn đầy năng lượng. Và cũng cho Khánh Nguyễn và Đức Vũ cảm ơn những người đã âm thầm đứng phía sau ủng hộ. Hôm nay mình đi ăn phở nha các bạn. Ở gần nhà mình nó có một cái tiệm phở rất là ngon. Tên phở là phở Việt Nam phải không anh? Việt Nam 75. Phở Việt Nam 75. Thì ở phía ngoài nó có cái chiếc xích lô của các bạn. Để phía trước của cái tiệm thì mình chụp hình cho các bạn xem. Thì bây giờ các bạn cùng ăn phở với mình để mình coi cảm giác của tô phở nó còn ngon như ngày xưa không. Là cái chỗ này là ngày xưa mình cũng hay ghé ăn, khi ngày xưa mình ở bên Virginia đó các bạn. Mình cũng hay ghé đây mình ăn. Bây giờ mình thử lại coi nó còn cái hương vị ngon như ngày xưa không nha các bạn. Rồi các bạn cùng mình coi mình ăn tô phở nha. Đó, hôm nay mình ăn tô phở này là tái nạm cầu các bạn. Cái này nó cũng là size medium hay là size nhỏ thôi chứ mình không ăn cái tô lớn. Đó, các bạn nhìn hấp dẫn không? Ở đây có bán rất là nhiều món ăn, bún bò quế rồi đủ thứ đó. Ăn xong các bạn có thể ăn chè, đủ thứ nha các bạn. Đó, dòng tô phở xong bây giờ các bạn xem mình ăn tô phở rồi nó còn ngon như ngày xưa không nha. Ngày xưa mình cũng hay ghé chỗ này mình ăn. Nên hồi nãy mình có vô thì hai vợ chồng của anh chị chủ quán á, lúc đầu thì hơi ngờ ngợ, tại vì mình cũng xa nơi này được 4 năm rồi thì cũng hơi ngờ ngợ, nhưng mà mình sau khi chào hỏi có khoảng chừng mấy câu là ảnh với chị cũng đã nhận ra mình rồi. Các bạn xem mình đang phở nha. Các bạn có muốn mình giới thiệu sơ qua cái menu không? Cái menu là các bạn Việt Nam 75 á. Bỏ quên mắt kiếm ngoài xe. Có rất là nhiều loại phở khác nhau. Tái chín, rồi tái gân, tái sắp, tái nạm gân. Thì trung bình một tô nó khoảng 8 đồng hay 9 đồng thôi các bạn. Có phở gà nữa, cũng 8-9 đồng một tô. Rồi các bạn có thể ăn tôm lăn bộ, ăn mì đồ biển, bún bò quế, bún đậu hũ xào ớt. Còn thức uống ở phía sau nó có nhiều loại nước uống, có gà nướng, thịt heo nướng. Mình nghĩ mấy món này là chắc để ăn cơm với các bạn không? Ở đây đặc biệt là nó có giá cho trẻ em nữa các bạn ơi. Một tô của trẻ em nó khoảng chừng 4 đồng rưỡi. Cũng ngộ ha. Chứ thường thường mình thấy vô mình cho tô nhỏ là tô nhỏ thường thường 8-9 đồng, 7-8 đồng tùy theo tiệm. Mà ở đây nó có tô cho trẻ em nữa. Tô cho trẻ em chắc nó nhỏ mà nó chén. Rồi bây giờ các bạn xem mình ăn tô phở nha. Cùng ăn phở với mình nha. Em lâu ngày gặp lại, anh chủ có mới ra nói là sẽ tặng cho mình một ấm trà các bạn. Anh thích uống trà đó, thì anh sẽ tặng cho mình ấm trà. Cái chỗ quán phở này nó có gần một cái mò. Sau khi ăn phở mình sẽ đi quay sơ qua cảnh mo cho các bạn xem nha. Hôm nay cậu là mình nói về tiệm phở thôi nha. Cái tiệm này chắc cũng lâu rồi các bạn ơi.
ở trong vùng này á, thì cũng còn có là một sản phẩm khác nữa. Cho mình ấm trà, trà phải uống ly nhỏ vậy nó mới ngon nha. Trà trà ly bự là trà đá là không ngon. Quán mình chắc cũng mấy lâu lắm mình. 17 năm 2001 2002. Quán nó có sẵn mình sang lại không? Lúc đó người ta đang cắt. Người ta đang đưa cái tượng này, nhưng mà nói thì mình cũng không có ý là xưa cũng quý làm ba cái gì này. Tại vì lúc mới qua rồi, lúc đó hồi tháng 7 năm 2001 tôi mình qua rồi, tới tháng 9 2001 có sự cố là 911 á, hai tòa nhà của New York bị đánh sập đổ, bị khủng bố đánh á. Rồi lúc đó thì coi như là cái kinh tế của mình nó xuống, thành ra là mình có việc làm ở chỗ khác. Nói chung anh em ba của gia đình đều có việc làm hết. Rồi bị như đó rồi cái bị người ta giống như là lay off, chứ là việc làm nó không còn nhiều nữa, thành ra là ba của gia đình vẫn cái gì. Rồi bà chị thấy vậy thôi, để kiếm một cái việc ở để mà ba của gia đình đứng lại là xuống lại làm, để mà tạm thời kiếm cuộc sống qua ngày, qua cái cơn khó khăn kinh tế vậy thôi. Nhưng mà sau đó thì giống như luôn giống như là anh em nào mà có trình độ người ta cái gì kỹ sư đó, thì sau đó thì kinh tế là lại làm việc cho người ta. Còn mình thì ở Việt Nam mình qua lúc đó lớn tuổi rồi, ra thôi mình cũng tiếp tục làm việc này đặng mà nuôi con vậy thôi. Vậy bây giờ anh còn làm với ai? Chỉ một người thôi hả? Dạ, cũng công ty cũng ba anh em thôi. Ba anh em, nhưng mà cái người em út thì lo giấy tờ, chuyển về tài chính rồi giấy tờ. Còn hai anh em còn lại thì em coi như anh. Anh với ai? Với ông anh thứ bảy á. Ở với sao? Bữa nào cũng có rồi, sao em nghỉ. Anh em sắp xếp nghỉ dù lễ hai ngày, lớn tuổi rồi. Làm nhiều quá là cũng mệt mỏi, với lại trong việc nhà cũng cần phải thu xếp nhà, sắp xếp và làm vườn rồi trồng trọt rồi chơi. Một tuần làm 5 ngày là nhiều quá. Tại Mỹ ngày xưa giờ nó đã là 5 ngày, mình thì làm 6-7 ngày. Bây giờ mình ăn xong tô phở rồi các bạn ơi. Nói chung là tô phở ăn cũng ngon. Cũng ngồi tâm sự lại với lại canh làm chủ quán á.
thì các bạn cũng biết sơ qua về lịch sử của cái quán. Thì quán cũng là được thành lập, nghe anh nói năm 2001-2002, làm ăn cũng được mười mấy năm rồi. Rồi cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi cái video của Khánh Nguyễn. Chúc các bạn luôn vui vẻ, hạnh phúc và tràn đầy năng lượng. Và luôn cho Khánh Nguyễn và Đức Vũ luôn cảm ơn những người đã đứng phía sau ủng hộ. Chào tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong những video sau.